Và chắc chắn là khi mình thử nhiều á thì mình sẽ càng nhận được nhiều cái phản hồi. Thường thì sẽ là phản hồi không tốt, tại vì mình thử mà nên mình còn phải mắc nhiều lỗi nữa. Và đúng như anh Cường nói là mình phải mắc lỗi thì mình biết là mình còn phải phấn đấu ở cái điểm nào. Cho em hỏi anh chị một câu như sau ạ. Và sắp tới thì không biết anh chị sẽ có những dự định như thế nào? Như là chị Châu Bùi thì em thấy dạo này chị rất tham gia những cái hoạt động bên ngoài. Còn anh Cường thì anh có những cái như là BTS đi đi trở về lần ngày thứ 5 rồi. Thì những dự định tương lai của anh như thế nào ạ? Thì em mời chị Châu Bùi chia sẻ đầu tiên ạ. Những dự định năm tới của Châu thì có lẽ là mình vẫn phát triển những cái gì mình đang theo đuổi, về thời trang hay là về những cái hình ảnh mới mẻ hơn mà Châu muốn thử sức. Châu vẫn tin rằng là mình không bao giờ được đứng lại, mình không được đứng yên cả, lại càng không được phép tụt lùi. Cho nên là chắc chắn là mình sẽ cố gắng phát triển ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, nhiều hình ảnh mới mẻ hơn. Và chắc chắn là khi mình thử nhiều á thì mình sẽ càng nhận được nhiều cái phản hồi. Thường thì sẽ là phản hồi không tốt, tại vì mình thử mà nên mình còn phải mắc nhiều lỗi nữa. Và đúng như anh Cường nói là mình phải mắc lỗi thì mình biết là mình còn phải phấn đấu ở cái điểm nào. Nên là Châu cũng khẳng định luôn là Châu không sợ mắc lỗi. Đó là lý do mà Châu, đấy là một phần mà Châu có được ngày hôm nay. Vì nếu mà không thử thì không bao giờ mình biết được là mình hợp cái gì hay là mình có khả năng ở đâu cả. Năm tới thì Châu cũng ấp ủ rất là nhiều những cái dự án. Và một cái dự án mà Châu tâm huyết nhất, đó chính là khi mà Châu nhận được rất là nhiều những câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi, như là việc là Châu ơi, làm thế nào để trở thành KOL, làm thế nào để xây dựng những cái platform khác nhau, hay làm thế nào để xây dựng những cái thương hiệu cá nhân. Và Châu rất là muốn để chia sẻ nhưng mà thực sự là không thể nào mà nhắn tin ở trên Facebook hay Instagram để chia sẻ tất cả như thế cho các bạn cả. Và bản thân Châu là một người mà làm ở trong ngành, những cái thời gian đầu tiên đối với Châu cực kỳ khó khăn, tại vì không có ai chỉ mình cả, không có ai bảo là mình nên làm gì hay là bắt đầu từ đâu. Tất cả những cái gì mà Châu làm trong những năm vừa rồi thực sự là mò, cứ mò thôi, nghĩa là mình cứ thử, mình thử chỗ này, mình thử chỗ kia, mình cũng không biết đúng hay sai. Có những lúc mà mình sai rất là nhiều hay là mình tốn rất là nhiều thời gian để mình thử. Và Châu bây giờ thì Châu nghĩ rằng là mình đã là một người mà có cái trải nghiệm rồi, mình đã thử là làm thế nào cái con đường trở thành KOL nó có bao nhiêu bước, nó nên là bắt đầu từ đâu, nó nên làm những cái gì. Và đấy là lý do mà năm sau Châu sẽ hợp tác với Academy X để làm một cái academy chuyên để hỗ trợ các bạn mà muốn trở thành KOL chuyên nghiệp. Thì đấy là một cái cực kỳ gọi là lớn trong năm của Châu mà Châu đã nghiên cứu trong năm vừa rồi. Và hy vọng rằng là khi mà Academy X mở ra thì sẽ có được cái sự ủng hộ từ mọi người, cũng như là Châu sẽ đón nhận được rất là nhiều những bạn mà muốn trở thành KOL. Châu sẽ chia sẻ được rất là nhiều những cái trải nghiệm của mình hay là có thể hỗ trợ bạn trong cái con đường trở thành KOL. Và tóm lại gọn lại là đây là một Academy mà Châu sẽ đem tất cả những cái nút thắt đó đem vào đây và mở gỡ cho các bạn. Từ những cái kỹ năng, từ mindset là mình phải nghĩ như thế nào, mình phải theo đuổi ra sao, mình phải có kế hoạch ra sao, mình xây dựng branding ra sao. Tất cả những cái gì mà mọi người thắc mắc, mọi người còn chưa có ai có thể chia sẻ với mọi người, thì Châu rất là mong là mình sẽ là một cái người bạn đồng hành với mọi người. Và Châu tin rằng là đây là một cái việc rất ý nghĩa mà mình có thể làm trong năm tới đây. Và Châu sẽ đứng lớp kiểu dạy mọi người, không phải dạy mà kiểu chia sẻ với mọi người, xong rồi kiểu tạo dáng với nhau. Nên là Châu sẽ mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ. Vậy thôi ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Châu. Và tiếp theo thì lúc nãy mình đang vẫn còn dang dở cái phần vẽ còn tiếp theo về anh Cường à. Thì hôm nay em thấy anh đi một đôi giày rất là đặc biệt. Thì anh mong là anh cũng sẽ chia sẻ những dự định sắp tới của mình cũng như đôi giày này cho các mọi người cùng biết ạ. Châu là Châu đang thích cái đôi giày anh Cường đi lắm rồi này. Châu đang xin đây. Hai tí bảo anh Cường cởi ra luôn nhỉ. Không vừa để làm riêng vừa chân Châu tặng cho nó đàng hoàng thôi. Hay tặng quà Châu vỗ tay là nào. Rồi, dự định hả? Dự định của anh cũng không gì nhiều, dự định của anh gắn liền với công việc thôi. Thì giống như anh chia sẻ, thật ra có một cái mà điểm mình hơi bị đau đáu là Việt Nam mình á, thật ra là một trong hai quốc gia mà xuất khẩu giày nhiều nhất thế giới nhỉ? Xuất khẩu nhỉ? Sản xuất thì mình đứng đâu đó thứ ba, nhưng mà xuất khẩu là mình đứng thứ hai, mình chỉ sau Trung Quốc thôi. Nhưng mà cái giá trị của mỗi đôi giày mình xuất khẩu á, nó cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Tức là tất cả những cái thương hiệu lớn và những cái thị trường lớn đó, đang rất là tin vào cái tay nghề cũng như chất lượng của sản phẩm Việt Nam. Các bạn thấy tưởng tượng đi, các bạn có thể đi, chắc Châu đi nhiều rồi, mình có thể đi châu Âu, mình đi Mỹ.
mình vào một cái store rất là hoành tráng, mình cầm một đôi giày lên mua ngay lập tức, mở ra thấy cái tem Made in Việt Nam. Một phần là mình thấy vui, nhưng một phần mình thấy là ok, hóa ra là mình sản xuất nhiều như vậy nhưng mà không có một thương hiệu giày dép Việt Nam nào có một chỗ đứng ở thị trường quốc tế. BTS ở Việt Nam là thương hiệu số 1 thị trường rồi, kể cả về số lượng lẫn giá trị rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà cái mà thực sự là mình đau đáu, cá nhân mình là một, và mình muốn cùng với doanh nghiệp, cùng với thương hiệu của mình ấy, làm sao để mình có thể đem được cái thương hiệu BTS xuất hiện ở thị trường nước ngoài và có một chỗ đứng nhất định, không chỉ là xuất hiện đâu mà có chỗ đứng nhất định. Thì đó là cái mục tiêu mà thật ra năm sau, sắp tới đâu đó khoảng cỡ một vài tháng nữa rồi các bạn sẽ thấy có một cái động thái của BTS. Hiện tại BTS đã có một cái store ở trên Amazon ở Mỹ rồi. Tuy nhiên ấy, là quan trọng là hiện diện ở đó trước để mình thử nghiệm thôi, nhưng mà quan trọng sản phẩm như thế nào để mình có thể thắng được ở thị trường nước ngoài. Bởi mình biết là Nike, Adidas, Vans, Converse không phải là những bạn nhỏ bé gì thì mình dễ. Các bạn nó thực sự là những ông khổng lồ khủng khiếp rồi. Và làm sao để mình có thể chen chân vào giữa rất nhiều người khổng lồ như vậy thì nó một cái bài toán rất là khó. Nhưng mà hy vọng được rằng là tất cả những bạn trẻ ở đây, mình người Việt Nam, tất nhiên người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam là một điều mà mình thấy một sự kết nối tự hào. Nhưng mà tất nhiên là hàng Việt Nam đó phải chất lượng thì mình mới càng tự tin để ủng hộ hơn. Thì hy vọng là khi BTS có những cái động thái mà không chỉ ở thị trường Việt Nam mà ở nước ngoài nữa thì các bạn có thể cùng lan tỏa. Thì đó là cái mà anh nghĩ là cái dự định lớn nhất trong năm sau của cá nhân anh, và muốn cống hiến ngược lại cho công ty cũng như thương hiệu. Cái thứ hai đó là cái việc mà làm sao để thương hiệu BTS nói chung và những thương hiệu con ở bên trong đó, BTS Hunter, BTS Kid, BTS cho nữ, nó có được những cái phát triển mà nó tốt hơn. Thì vẫn đang làm theo đúng lộ trình thôi. Nhưng anh nghĩ là làm sao để các bạn trẻ này, các bạn sẽ thấy được rằng là BTS thực sự là một cái sự lựa chọn mà các bạn có thể tới trong một cái store, các bạn có mua tất cả những cái dòng sản phẩm ở đó. Thì đó chính là cái mà thực ra anh rất là muốn. Bởi vì thị trường Việt Nam mình ấy, nói thẳng với các bạn số liệu ấy, là 90% thị trường là hàng nhái, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Chỉ có 10% là tất cả những thương hiệu lớn nhất ấy, chỉ có gom nằm trong 10% đó thôi. Là mình thấy được rằng là còn rất nhiều người ngoài kia đang sử dụng hàng nhái, hàng giả, hàng fake. Ok, vì các bạn xem thời trang là bên ngoài thôi, không cần thương hiệu gì, hợp giá tiền một đôi giày Adidas fake 100.000 cũng mua được. Thì đó là một tùy quan điểm sống, nhưng mà làm sao để những người làm thương hiệu như anh ấy, làm sao để có thể thuyết phục được người tiêu dùng là thay vì các bạn mua những cái đồ như vậy, bởi chắc chắn nó sẽ không chất lượng, chắc chắn nó sẽ không tốt cho chân, thì làm sao các bạn có thể ok chịu khó bỏ một tiền nhiều ra nhưng mua một đôi giày các bạn sử dụng được lâu hơn, nhiều hơn, và nó đa dạng và nhiều style khác nhau hơn. Thì lúc đó là mình thành công, để mình làm mở rộng miếng bánh của thương hiệu ra, mình mở rộng cái giá trị của những cái chất xám mà của những người làm doanh nghiệp bỏ ra hơn là những cái mà thị trường ngoài kia nó đang theo cái đà như vậy. Thế là cái việc thứ hai. Thì anh nghĩ là nó cuộc sống xung quanh công việc thôi, còn dự án cá nhân thì chắc là chạy tiếp, làm sao để build up hình tượng nó thon gọn, nó chỉn chu hơn một chút. Đây có ít nhất bây giờ mình có một người bạn chuyên về gym rồi, mình có thể hỏi về kinh nghiệm. Rồi, cảm ơn. Dạ, em rất cảm ơn. Dạ, em rất cảm ơn lời chia sẻ của anh Cường.